các bạn. Hôm nay mình sẽ ra vườn, mình sẽ thu dọn các cái cây này đi để mình thu dọn đi để mình làm mới nhé. Và cái dây bạt này nữa này. Tôi cả không mang dây, không mang dao gì, chắc bằng cái gì. Dao mà cắt ha. Đó. Phá đi từng ngô. Đưa giấy gì hết nữa rồi, chán à. Rõ là sâu rồi, nhổ lên rất là khó.
chuyện loà đài. Sán rồi. Há rồi, đang bảo là trồng ít ngô, mới gieo ít rau. Gieo ít rau. Ôi dồi. Không thở nổi nữa. Bảo là cái đất này nó mới mới này. Gieo đến vài luống rau xem đầu rồi hắn trồng cái gì trồng. Xem có được ăn không? Đấy, chắc là đầy bọ nhảy. Thế à? Rồi gieo đấy con gói hôm nọ, ngày mua từ năm ngoái mấy gói hạt rau cải ngồng ấy. Hôm qua còn đi mua một gói hạt ngô về nữa.